Cô xin chào tất cả các con. Hôm nay cô và các con lại được gặp nhau qua màn ảnh nhỏ này. Và hôm nay cô có một điều thú vị dành cho các con nè. Trước khi đi đến điều thú vị đó, cô mời các con cùng đến với cô qua một câu chuyện nhỏ nha. Câu chuyện vườn hoa cúc trắng. Ngày xưa, hoa cúc chỉ toán một màu trắng tinh. Một hôm, những bông hoa cúc nói với nhau: tại sao mình lại chỉ có một màu trắng tinh nhỉ? Ước gì mình có màu vàng của hoa mặt trời, màu xanh của hoa cẩm tú cầu nè, và màu đỏ của hoa hồng nữa chứ. Các bông hoa khác nói: tôi nghĩ làm thế nào để mình có nhiều màu sắc đây? Ai có thể giúp chúng ta nhỉ? Con ơi, qua câu chuyện vừa rồi, bây giờ chúng ta làm thế nào để có thể giúp những bông hoa cúc màu trắng thay đổi thành nhiều màu sắc khác nhau như các loài hoa khác không? À, cô có một thí nghiệm nhỏ này. Cô mời các con cùng quan sát để xem những bông hoa cúc màu trắng có thể thay đổi những màu sắc khác nhau không nhé. Để làm được thí nghiệm này, cô đã chuẩn bị 3 cái ly này các con và 3 lọ màu thực phẩm khác nhau: màu xanh, màu vàng và màu hồng. Những bông hoa cúc màu trắng để làm thí nghiệm này các con. Bây giờ các con cùng quan sát, mình sẽ đổ nước vào trong ly này các con. Sẽ cho màu thực phẩm vào trong các ly. Đây là màu xanh dương nè. Đây là màu vàng nè các con. Và đây là màu hồng. Sau đó cô sẽ dùng cây để quấy đều các màu lên nhé. Và bây giờ cô sẽ cho những bông hoa cúc này vào trong những ly màu thực phẩm này. Nhưng các con nhớ, trước khi các con cho vào, các con sẽ dùng kéo và cắt xéo những thân cây phía dưới này nhé. Cô đã cắt sẵn rồi nè. Và bây giờ cô sẽ cho vào ly màu xanh nè, ly màu vàng và ly màu hồng này các con. Để thấy rõ được sự thay đổi màu sắc của những bông hoa cúc này thì cần thời gian, đó là một ngày. Và cô đã làm thí nghiệm từ hôm qua. Bây giờ cô mời các con cùng quan sát sự thay đổi màu sắc của những bông hoa này như thế nào nhé. Các con thấy điều gì đã xảy ra với những bông hoa cúc trắng này? À, những bông hoa cúc trắng đã đổi màu thành màu hồng, màu vàng và màu xanh đó các con. Các con có biết vì sao không? À, đó là vì khi chúng ta pha màu thực phẩm vào trong nước
thân cây có nhiệm vụ hút nước lên để giúp cho những bông hoa này được tươi hơn. Và những bông hoa này cũng đã đổi màu theo những màu nước này đó các con. Và hiện nay, nhờ khoa học kỹ thuật tiên tiến, người ta đã lai ghép thành công để cho ra hoa cúc rất là nhiều màu sắc khác nhau, như là màu đỏ, màu vàng, màu hồng, màu tím, màu xanh nè các con. Qua thí nghiệm này, từ những bông hoa cúc màu trắng, chúng ta có thể thay đổi thành nhiều màu sắc khác nhau. Cô sẽ sử dụng những bông hoa này để cắm thành những lẵng hoa thật là đẹp để trang trí nhà của mình nè. Xin chào các con.